Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật Nội Địa Kim Loan ạ. Hôm nay nhân dịp năm mới, năm 2021 ạ. Em chúc anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, gia đình hạnh phúc ạ. Hôm nay em bán các mẫu dao đã qua sử dụng. Anh chị mua hàng thì thanh toán cho em với giá quy cụ thể trên từng cây cộng ship. Đơn trên 300 chuyển khoản free ship, dưới 300 chuyển khoản cộng 15k tiền ship ạ. Anh chị nhận hàng thì nhận được một cây dao em mài bén sẵn. Tất cả các dao em đều mài như cây em test trong video ạ. Mã em lên hôm nay là mã D ạ. Đầu tiên là mã D1. Tên hãng khắc thủ công khắc chìm ạ. Da 3 lớp loại thép carbon ốp không rỉ, cán gỗ. Dài lưỡi 18,3, rộng 4,3 xăng. D2 350. Cây này của hãng Nasu ạ. Da 1 lớp. Thép của Nasu đa số là thép không rỉ. Cây này dài 0,1 xăng ạ, dao thái ạ. Thép nó ghi là Perfect Steel thép. Thì cái thép này không rõ là nó có rỉ không, mà đa số em thấy là nó không rỉ. Dài lưỡi 16, rộng 4,5 xăng. Cán gỗ. Mẫu D3 350. Da 3 lớp, lõi thép VG. Lõi thép VG không rỉ, ốp không rỉ. Tên hãng là in chìm, khắc chìm. Có hình con mèo. Cán gỗ. Cây này như mới luôn ạ. Dài lưỡi 17, rộng 4,7 xăng. D4 300 thép carbon ạ. Thép này có kháng rỉ nhẹ. Tên hãng in chìm ạ. Hàng nội địa. Chốt đồng, cán gỗ. Dài lưỡi 17,2, rộng 4,3 xăng. Cái dòng thép này thì nó, khi anh chị sử dụng thì màu của nó sẽ, nó không còn màu này, nó hơi đen đen sạm sạm. Nhưng mà nó rỉ thì nó không có rỉ nhiều đâu ạ. Có rỉ nhưng mà không rỉ nhiều. Mình sử dụng lâu khô để nơi khô ráo thì hầu như là không rỉ. D5. Da 3 lớp, lõi thép không rỉ, ốp không rỉ, cán gỗ. Dài lưỡi 17,7, rộng 4,3 xăng. Cây D5 với cây D6 là chung bộ, chung hãng. Cây D6 350, chung hãng. Hai hãng này là in chìm luôn ạ. D6 350. Cán gỗ. Da 3 lớp. Dài lưỡi 16,2, rộng 4,2 xăng. Chỗ này nó hơi bẩn. D7 350.
Da 3 lớp lõi thép carbon, ốp không rỉ, tên hãng, in chìm, cán gỗ chốt đồng, dài lưỡi 16,3, rộng 4,4 xăng. D8-400 của hãng Masahiro ạ. Cái tên hãng này người ta cũng có cũng in chìm ạ. Masahiro Yao Nakiri trademark phân phối. Cán gỗ da một lớp thép không rỉ, dài lưỡi 16, rộng 4,5 xăng. D9-300 của hãng Masahiro luôn ạ. Cán gỗ da một lớp thép không rỉ, cán gỗ phần cán của nó có lượng theo cái tay của mình ạ. Dài lưỡi 18, rộng 4,7 xăng ạ. Những cái này thì dày tầm khoảng 0,2 xăng. D10-300 da 3 lớp loại thép VG đây ạ. Cái này không có tên hãng là in, là khi vệ sinh là nó bay mất ạ. Dài lưỡi 16,2, rộng 4,5 xăng. Cán gỗ loại thép VG, ốp thép không rỉ. D11-250 loại thép VG, ốp không rỉ luôn ạ. Tên hãng khắc thủ công, khắc chìm ạ. In chìm 250, cán gỗ đẹp ạ. Dài lưỡi 14, rộng 3,8 xăng. D12-250 cái này của hãng JIHK Jibulin ạ, của Germany, Đức. Cán gỗ dài lưỡi 14,5, rộng 3,8 xăng ạ. D13-250 cây dâu cai một mặt ạ, dùng để thái với lỗ, có các lỗ này để khi mình thái nó có không khí, một mặt thôi ạ. Dài lưỡi 16,8, rộng 4,7 xăng. D14-150 dao cán nhựa da một lớp thép không rỉ. Cái chỗ này là chốt của nó người ta sơn đen luôn, có 3 chốt. Dài lưỡi 16,7, rộng 4,7 xăng. D15-250 da một lớp thép có rỉ nhẹ, dòng thép này là rất là bén ạ. Tên hãng in chìm, khâu liền, cán gỗ chốt đồng. Dài lưỡi 15, rộng 2,8 xăng. Cái này rất là đẹp. D16-250 dao thép có rỉ nhẹ luôn, thép này thép tốt, thép này xài bén. Tên hãng in chìm, khâu liền, cán gỗ 3 chốt, dài lưỡi 15, rộng 2,8 xăng ạ. D17-100 dao cai K
cán nhựa dao cay ạ, dài lưỡi 12, rộng 2,8 xăng ạ. D18 220 ạ. Cái này tên hãng không thấy. Vệ sinh mất tên hãng rồi ạ. Cán gỗ khâu liền. Dao này thép có rỉ nhẹ. Cây này gần như là thép không rỉ. Cán gỗ khâu liền ba chốt ạ, 220. D19 200. Cây dao của GAHK International ạ. Frost. Cây của hãng Amway. Amway đặt là đa số tất cả đều là cán gỗ thủy tùng hết. Cán gỗ rất là tốt. Gỗ này em rất là thích luôn. Ba chốt em quay ạ. Dài lưỡi 12,5, rộng 2,7 xăng ạ. D20 80K. Cây này bé tí tí tẹo mà nó làm công phu lắm. Nó có ba cái chốt nhỏ ở đây nè. Ba chốt đồng nhỏ ở đây nè, cán gỗ. Dễ thương. Có tên hãng là có tên hãng ở đây luôn. 80. Dài lưỡi của nó 8,7, rộng 2,2 xăng. D21. Cây này cây dâm mới, hàng thanh lý lỗi. 170 của hãng cây cốt. Dao lóc thép không rỉ. Dài lưỡi 16, rộng 2,2 xăng. D22 cũng là hàng mới, lỗi ạ, lỗi vết. Những cây này mà cái cán nó có lỗi sần 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 là người ta phải thanh lý đi ạ, chứ người ta không có làm lại. Khâu liền cán kim loại 560 ạ. Ebro Plus EPM đấy ạ. EPM dòng Bro ạ. Cây này lỗi nó không có in tên hãng ở lưỡi. Nguyên bản của nó sẽ có tên hãng ở lưỡi và tên hãng ở cán. Nhưng cái này là hàng lỗi thanh lý, không có in tên hãng ở lưỡi, nó còn tên hãng ở cán. Dài lưỡi 24, rộng 5 xăng ạ. Cán của nó thiết kế vậy mình cầm không có bị trơn tuột đâu ạ. Rất là chắc chắn. Thép không rỉ. D23 450. Tên hãng của nó đây ạ. Inox Pro. Cái dòng này dòng thép inox là bao không rỉ. Cái này là sử dụng ngâm nước đồ là không rỉ, dùng xài sướng lắm ạ. Dài lưỡi 19,3, rộng 4,4. Cán gỗ khâu liền. D24 500. Cây dao đề ba. Cán gỗ khâu nhựa. Dao hai lớp, tên hãng in chìm. Dài lưỡi 15,6, rộng 5 xăng, dài 0,7 xăng ạ. D25 600. Cây này của hãng Kai ạ, hãng Kai nội địa. Tên hãng đây ạ, tên hãng in chìm. Cán khâu của nó khâu nhựa. Dài lưỡi 15,2, rộng 5,2, dày 0,8.
26400, cán gỗ không nhựa, tên hãng in chìm. Cái dòng thép này thì sẽ có rỉ nhẹ thôi ạ. Dài lưỡi 16, rộng 5,2 xăng, dày 0,1 ạ. D27 302, da 3 lớp, lõi thép không rỉ, ốp không rỉ. Cán gỗ dài lưỡi 14,5, rộng 5 xăng. Cái này em vệ sinh bay logo ạ. D28 307, da 3 lớp, lõi thép carbon, ốp không rỉ, tên hãng in chìm, cán gỗ dài lưỡi 16,5, rộng 4,7. D29 302, cây này của hãng cây nội địa luôn ạ. Tên hãng in chìm, nó có tên hãng dán ở đây nữa. 302, da 3 lớp, lõi thép carbon, ốp không rỉ, dài lưỡi 16,5, rộng 4,6 xăng, cán gỗ. D30 302 của hãng Kai luôn ạ. Kai nội địa, tên hãng in chìm, cán gỗ. 302, cây này cũng 3 lớp ạ, lõi thép carbon, ốp không rỉ, dài lưỡi 16,2,6, rộng 4,6 xăng, cán gỗ. D31 302, lõi thép VG, tên hãng khắc chìm ạ, tên hãng đây ạ. Cán gỗ dài lưỡi 16,8, rộng 4,5, thép VG, ốp không rỉ. D32 300 ạ, tên hãng đây ạ. Hãng này cũng nổi tiếng mà em không nhớ tên. Da 3 lớp, lõi thép carbon, ốp không rỉ, dài lưỡi 16,4, rộng 4,3, cán gỗ. D33, cái này của Kai ạ. À, anh chị thấy không, cái Kai chỗ này nó in đó, trong lúc em vệ sinh đó, nó bị bay mất. 300, da 1 lớp, thép không rỉ, cán gỗ, 3 chốt, dài lưỡi 17,7, rộng 4,3 xăng. D34 300 của hãng Sakai, Sakai Kikutora, thép molybdenum ạ. 300, dài lưỡi 18,4, rộng 4,5, cái này cán gỗ ạ. Da 1 lớp, thép không rỉ, tên hãng này là in chìm ạ. D35 300, D35 300 ạ. Cái này khâu liền, không có tên hãng, vệ sinh bị mất ạ. Dài lưỡi 15,2, rộng 4 xăng, dày 0,2, cán nhựa, 3 chốt khâu liền ạ. 300. D36 của Emway 300 ạ. Cây Emway này, cái đường này nó hơi hở xíu. Cán gỗ thủy tùng, cán gỗ thủy tùng rất là đẹp. Gỗ này thích ghê, sao chỉ có Emway nó mới làm. 300, dài lưỡi 17,5, rộng 4,3 xăng. Em quay là tập đoàn siêu giàu. D37
C37-300 da ba lớp loại thép, loại thép không rỉ, ốp không rỉ, dài lưỡi 16,7, rộng 4,2 xăng ạ. Cán gỗ, tên hãng là In ạ. D38-250 ạ. Tên hãng đây ạ, tên hãng này cũng in chìm luôn. Thép không rỉ của hãng Cai Kết ạ. 250, dài lưỡi 18, rộng 4 xăng. Cán nhựa D39-220 da ba lớp, loại thép không rỉ, ốp không rỉ, cán nhựa ba chốt ạ. Tên hãng in thôi ạ. Dài lưỡi 16,7, rộng 4,5. D41 là cùng hãng Forever. Hãng Forever này nó sản xuất dao titan này, dao sứ này. D40 là 4-100 ạ. Loại khá nhẹ. Dài lưỡi 18, rộng 4,5. D41 cũng 100, nó nhỏ hơn xíu. Tên hãng là in chìm ạ. Tên hãng này in thôi. Dài lưỡi 15,8, rộng 4,1. Cái dòng thép này là thép titan ạ. Thép titan không rỉ. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.